không cp sa điêu đoàn sủng nữ chủ ngốc bạch ngọt không đảo thả vô địch bị ép giả heo ăn hổ khương thanh hoang thân mặt dị thế giới trực tiếp thiên hồ bắt đầu khai ra thiên phú mạnh nhất lại là vú em chuyên nghiệp phế nhất không hoảng không hoảng các hạ đã từng giải độc sửa chưa ngoài ý muốn mở ra kỳ ngộ thương tổn phổ công có thể chuyển đổi thành giá trị sinh mệnh tương ứng điểm sinh mệnh còn có thể chuyển đổi thành thương tổn chân thật cái này ai còn có thể đánh chết nàng Bắt được bí cảnh đại bốt đạt được toàn phục thông báo, ra cửa liền bị vây quanh uy hiếp nàng giao ra pháp bảo. Không giao. Vậy đánh một trận. Các đại lão hiển lộ thần thông, ngẩng đầu nhìn lượng máu của nàng còn thừa 8 phần 10. Khương Thanh Hoang ngoáy ngoáy lỗ tai, các ngươi kết thúc, vậy đến lượt ta. Đại chiêu khởi động lượng máu hồi đầy, các đại lão vừa thấy không thương tổn mỗi người cười ha ha. Dây tiếp theo Khương Thanh Hoàng đối với người phát động phổ công thương tổn, lượng máu. 88.000 nhà ai người tốt phổ công thương tổn một lần 8 vạn 8. .000. Khương Thanh Hoàng buông tay, nhưng ta thật sự là vú em. Sau đây là trà phá bom mình. 1. Không CP, nữ chủ chỉ số thông minh điểm tối đa EQ không điểm, vô não mà vô địch hai. Đoàn điêu khắc các sủng văn, mọi người vốn tưởng rằng các nàng nuôi một nữ nha phế vật, kết quả nữ nha lại là siêu cấp đại lão, chủ yếu là đảo ngược, không lo diệt đáng nói chính là vì đồ mọi người một niềm vui. tác giả đầu óc không tốt dùng rất dễ quên, có đôi khi có thể sẽ quên đi số liệu, nhưng tất cả mọi người là vì xem nội dung vở kịch, cũng đừng để ý những con số kia rồi bốn. đừng có kỳ vọng quá lớn vào tác giả, hành văn không tốt nhưng não lớn, liền thích làm cho các ngươi không tưởng tượng được. đi ngược lại, tiếp nhận chỉ điểm nhưng không tiếp nhận chỉ rõ, trái tim thủy tinh bẹp bẹp đầy đất. cuối cùng chúc xem văn vui vẻ. Chương 1 Thần cấp thiên phú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nghề nghiệp vũ em Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, để mạng lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Xấu nữa còn có thể hỏng đi nơi nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Anh hùng hảo hán Ta này liền tới giúp ngươi một tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 cái này không thể trực tiếp dạy một chút nó làm người phải khiêm tốn đạo lý bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 7 dám người khi dễ ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 8 cái này hai trăm rưỡi như thế nào đuổi tới chịu chết đi a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Đây không phải. Quá hưng phấn sao, một cái không có khống chế lại liền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tới đều tới rồi, còn nghĩ chạy trốn nơi đâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.